chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Truyền Thông Bi, phát sóng 17 giờ 50 phút Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngay sau đây xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của khách mời đặc biệt, đó chính là ai đây? Xin mời quý vị. Và đây, vị khách mời mà tôi luôn yêu thương nhất trong showbiz Việt, vũ công điển trai Lâm Vinh Hải. Yeah, quá chuyên nghiệp luôn. Rồi xin mời Hải vào vị trí nào. Mời Hải. Hy vọng là bữa nay sẽ là một bữa tiệc, người ta gọi tân gia. Tân gia, em quên mang quà. Không, chứ cần lát nữa làm xong hung nhanh nhẹ ăn cái này. Okay. Chúng tôi cũng đang rất mong muốn là Hải sẽ chia sẻ thật là nhiều những cái niềm vui, nỗi buồn, thậm chí là những cái bí mật mà trước giờ chưa bao giờ chia sẻ. Sẵn sàng không? Sẵn sàng. Và bây giờ thì xin mời Hải mình viết tên hai món ăn lên tờ giấy này nhé. Hai món nha. Chà, món gì đây? Ok, xong chưa? Rồi, xong rồi. Mình úp lại nè. Bật mí khách mời ngày hôm nay sẽ là một nam ca sĩ điển trai, là thành viên của một nhóm nhạc nam đình đám. Xin giới thiệu nam ca sĩ Nicky. Chào chị ạ. Chào Nicky. Chào chị. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nicky đến từ Monster. Và ngày hôm nay thì Nicky rất là vui mừng khi có mặt ở đây để có thể tham gia chương trình cùng với tất cả mọi người ạ. Thay mặt chương trình chào Nicky, mời Nicky về phòng khách của Khẩu Vị Ngôi Sao. Ồ, chúng ta cùng trò chuyện nha. Dạ vâng. Mời Nicky. Chào Nicky. Chắc chắn là đi diễn, đi hát thì sẽ có rất là nhiều fan nữ. Thì không biết có bao giờ được một fan nữ nào nấu cho ăn chưa? Nhiều lắm ạ, tại vì là mọi người đi theo á thì mọi người cũng rất là quan tâm chăm sóc bọn em á. Mọi người mang đồ ăn từ nhà nấu đi từ rất là nhiều món, có em nhớ là có spaghetti này, có kimbap này. Em nhớ có một lần có một bạn làm một cái pizza nhỏ nhỏ này, làm tự làm bánh pizza. Wow. Rồi thậm chí là các bạn biết là ai không ăn được cái gì, tại vì bọn em có 5 người không, thì mỗi người sẽ có những thứ mà mọi người không ăn được hoặc là mọi người ăn được, mọi người thích, thì các bạn sẽ nấu, thậm chí là nấu theo cái khẩu vị ở đấy luôn. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao cũng sẽ có hai fan nữ đến nấu để cho em ăn. Bây giờ em phải suy nghĩ xem hai cái món nào mà em thích thưởng thức nhất ngay lúc này ở Khẩu Vị Ngôi Sao. Em order ra giấy giúp chị nha. Rồi, giấu kỹ nha. Và hôm nay Khẩu Vị Ngôi Sao sẽ mời đến đây một vị khách mời, đó là một cô người mẫu được quý vị khán giả yêu thích bởi sự chân thật, gần gũi và chất phác của cô. Xin giới thiệu người mẫu Cao Ngân. Em đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Dạ. Gửi lời chào đến quý vị khán giả nha. Cao Ngân xin chào tất cả mọi người. Cao Ngân xin cảm ơn chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao đã mời em đến đây để gọi là thưởng thức đó chị. Dạ em chào chị. Chào em. Mời em đến với Khẩu Vị Ngôi Sao và chuẩn bị thưởng thức những gì em mong muốn nha. Dạ. Mời em. Lâu ngày gặp lại thấy em có vẻ tươi tắn hơn. Dạ thật ra thì không giấu gì chị, em lên được 3kg sau 1 năm ở quê. 3 tháng đi tập gym, mỗi lần bị sụt cân là em lại về quê à. Thì về quê thì nó sẽ lên lại. Vì sao vậy? Tại vì cái khẩu vị ăn của em đó, chỉ có về quê nhà mới ăn được nhiều thôi. Bây giờ em phải giúp chị ghi ra hai món ăn mà em muốn thưởng thức hai món thôi nha. Dạ. Rồi, đưa cho chị nè. Rồi bây giờ mình sẽ tạm để hai món ăn ở đây. Dạ. Và chị sẽ giới thiệu ra đây hai fan hâm mộ sẽ đến đây để nấu các món mà em yêu thích. Xin giới thiệu bạn Lương Vĩ và Minh Thảo. Chào mừng hai bạn đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Dạ em chào chị. Bạn giới thiệu một chút xíu về mình nha. Dạ em tên là Đặng Minh Thảo, em đến từ Đà Lạt ạ. Wow. Dạ. Công việc chính của em hiện nay là gì? Dạ em đang là sinh viên năm 2 của trường sân khấu điện ảnh. Yêu mến chị Cao Ngân vì chị cao phải không? Dạ cao, dạ chị xinh nữa. Xinh thôi hả? Xinh thôi hả? Dạ. Chọc thôi, gung lắm phải không? Dạ. Rồi thả lỏng đây nào. Mời bạn giới thiệu chút xíu ra nè. Dạ em kính chào chị Hà Thu. Kính chào chị Hà Thu. Dạ chị Cao Ngân và khán giả. Em tên là Lương Vĩ, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là sinh viên. Dạ em hâm mộ chị Cao Ngân. Đại chị cao quá, đại chị cao quá. Em có tự tin là em sẽ nấu được những cái món mà chị yêu thích không? Em rất tự tin để phục vụ chị Cao Ngân bữa nay một món thật là ngon. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ chào đón hai fan nữ. Okay. Ra để coi thử là hai bạn có nấu được hai món này. Dạ không vâng. Xin chào đón hai bạn Thu Hằng và Xuân Trang. Xin chào anh, chào chị.
Mày em thôi. Cảm ơn chị. Chào mừng hai bạn đến với Nikki, đến với Thổ Vị Ngôi Sao. Hai bạn giới thiệu chút xíu về mình nha. Dạ, em xin chào chị Hà Thu, chào anh Vicky. Em tên là Thu Hằng, năm nay em 23 tuổi và hiện tại em đang sinh sống tại Củ Chi. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Còn bạn giới thiệu một chút xíu về mình nha. Dạ, em chào chị. Dạ, chào Nikki. Em tên là Xuân Trang, năm nay em 21 tuổi. Công việc hiện tại của em là làm đẹp cho mọi người. Làm đẹp cho mọi người. Và có dành thời gian ở nhà mà nấu ăn để mang đi làm không? Em thì ở nhà rất là ít nấu ăn. Thường thì ba mẹ mà những ngày rảnh á thì em lên mạng tìm tòi những cái món ăn mà độc với lạ, em thường làm tại nhà. Ở nhà thì mình có nhiều thời gian rảnh để nấu ăn không, mà mình hay nấu món gì nhất nè? Ở nhà thì ba với mẹ em là đầu bếp nấu ăn. Cho nên là em luôn học hỏi ba với mẹ những món ăn ngon. Và ngay sau đây xin mời Lâm Minh Hải chào đón hai nữ đầu bếp xinh đẹp ngày hôm nay. Xin mời. Đây. Chào hai bạn. Chào em. Chào em. Rồi mời hai người đẹp ngồi. Nào, giới thiệu đôi nét về mình để Lâm Minh Hải hiểu rõ nào. Mời em. Dạ, em tên là Kim Hoàng, nghề nghiệp của em hiện tại là diễn viên. Còn bạn? Em tên là Nguyễn Thị Huệ, nghề nghiệp của em là kinh doanh với lại là văn phòng. Lâm Minh Hải có điểm gì ấn tượng đối với Hoàng nào? Đầu tiên ấn tượng với em là ngoại hình của anh và cũng như là tài năng của anh. Còn với Huệ? Ngoại hình là một phần rồi, thứ hai là em cực kỳ thích những người nhảy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu rõ về Lâm Minh Hải qua ba từ khóa nằm trong ba ẩn số sau đây. Hả? Sao từ khóa liên quan đến Lâm Minh Hải mà sao nam tính vậy, bờ môi tinh tế? Về cái từ khóa này thì nó gắn liền một câu chuyện của Hải. Là hồi trước Hải rất là thích xem phim. Và có một cái phim về ẩm thực á, có cái món gọi là đậu hũ mè cây hay gì đấy. Đó, và khi mà mình tới nhà hàng mình thấy cái món đó, khoái mình gọi liền, anh hiểu không? Mà lúc đó thì Hải chưa ăn được cây, năn nỉ gia đình cho ăn bằng được. Sau khi đem ra, thơm, gấp miệng, bò miệng cây. Mà anh hiểu kiểu mà hồi trước con nít mình mà càng cay mà món mình càng muốn mình càng ăn nhiều, anh hiểu không? Ăn xong cái môi sưng lên ướt áo luôn anh. Môi đổ ướt áo. Chưa bao giờ. Em không biết là mọi người trong cuộc đời mọi người đã chưa bao giờ ăn một cái món gì đấy chưa, nhưng mà em có một thứ mà thậm chí là em bỏ mồm rồi sau em đã nhổ ra, và sống 25 năm cuộc đời em chưa bao giờ ăn cái món đó. Món gì nè? Đó chính là món đu đủ chín. Đu đủ chín. Yeah, đu đủ xanh em ăn được nha. Bún chả mà có đu đủ xanh em ăn được. Đu đủ xanh trong nước mắm là ăn được. Mà hình như là ghét của nào trời trao của đấy, là trong cái vườn nhà bọn em, nhà em có một cái vườn. Thì là nó tự nhiên lên một cái cây đu đủ rất sai quả luôn. Lúc nào cũng có khoảng 3-4 trái đu đủ mà nó cứ chín hoài như thế. Thế là mấy thành viên trong nhóm em cứ cắt ra để trong tủ lạnh ấy. Cái mùi nó trong cái tủ lạnh mà em phát sợ luôn á. Vâng, xin mời hai bạn đến với một thử thách rất cam go của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Và người hướng dẫn trò chơi sẽ là Hà Thu. Rồi, các bạn phải đứng ngay cái vị trí vạch đỏ này, không có được đụng chân vào vạch nha. Đây, phải dùng dây thun này bắn thật mạnh vào những cái lon này. Làm thế nào để đốn ngã được 5 cái lon đó trong thời gian 2 phút, mà ai bắn rớt được nhiều lon hơn thì giành chiến thắng, hoặc là chưa hết 2 phút mà bạn nào bắn rớt hết 5 lon rồi thì người đó sẽ giành chiến thắng. Dạ. Rồi, thời gian 2 phút bắt đầu. Cầm 2 còn 1 lon. Wow. Wow. Cố lên. Cố lên, còn rồi. Cố lên, còn rồi. Cũng em má dưới á. Làm một phát ăn luôn nè. Cố lên Vĩ ơi. Đấy. Cổ vũ đội nhà, đi qua cổ vũ đội khách nè. Kìa đó. Thì em không biết chơi dây thun đúng không? Wow, còn một lần thôi. Rồi Dĩ ơi, Dĩ thua rồi. Chưa hết thời gian kìa. Rồi xong. Yeah, bên đây thắng rồi. Rồi, mặc dù thời gian chưa kết thúc nhưng mà bạn ấy thắng tuyệt đối, 5 lon rớt xuống khỏi bàn rồi, và em đã thua tuyệt đối với 5 chiếc lon còn trên bàn. Cho nên sau phần thử thách này, chiến thắng sẽ thuộc về Minh Thảo. Chúc mừng em. Chuyện tình nơi đảo xa, wow. Em tưởng tượng thôi, chứ chưa có. Chứ em nói xạo về cái từ khóa này hả? Ước cái chị hiểu không? Không phải ước là mong muốn. À, một điều ước. Cái từ khóa này là một điều ước của Cao Ngân, thưa quý vị. Chuyện tình đó làm sao nè? Em với bạn em đi ra một cái đảo chơi. Tụi em đi bắt cua cá tôm ở ngoài đảo đó luôn á. Xong thì đem về, bạn em mới
kiểu làm tôm nướng muối ớt. Ngoài đó mình kiểu có cảm giác như là thiệt á. À, có nghĩa ra đó để có những cái hoạt động thể chất để cho đói ăn ngon hơn hả? Dạ. Rồi, bạn em làm sao mà nướng cho em ăn? Ừ. Có nghĩa là mơ được cùng một anh chàng nào đó đến đảo xa. Để làm gì? Không để làm gì hết. Cùng nhau mò cua, bắt ốc, câu tôm, câu cá. Rồi nướng muối ớt phải không? Dạ đúng rồi. Kết quả đang tạm hòa. Chúng ta đến với một phần thử thách căm go cuối cùng. Tìm ra người chiến thắng. Trò chơi quẳng tù tì bắt đầu. Trời. Một, hai, ba. Rồi. Cái sau mà còn đã thua nữa. Vậy là phần chiến thắng đã dành thuộc về Minh Thảo. Chúc mừng em. Bây giờ chị sẽ khám phá hai món ăn này. Cua sốt me và bò lúc lắc. Em chọn món nào trong hai món này? Dạ em chọn bò lúc lắc ạ. Mời em. Dạ. Còn cua sốt me, mình cảm giác như thế nào về món này? Em nghĩ em làm được cái món này. Khá tự tin đúng không? Khá tự tin chị. Bây giờ hãy xem bí mật này sẽ được bật mí là gì. Hai món ăn sẽ có bún chả, bún riêu cua ốc. Hai món bún. Rất thích bún. Bây giờ trong hai món bún chả cá và bún riêu cua thì Thu Hằng sẽ được chọn một món. Món nào em làm tốt hơn thì em cảm thấy là sở trường của mình thì em chọn nha. Dạ em chọn món bún chả cá. Bún chả cá. Và không còn sự lựa chọn nữa. Em chọn được cái món mà anh ấy thích ăn. Còn em có nấu được ngon không thì tùy em nha. Dạ, anh sẽ cố gắng. Chuẩn bị sẵn sàng xem hai món ăn mà Lâm Vinh Hải muốn thưởng thức ngày hôm nay là gì. Hai món này quen quen nha. Quen quen. Đây, thứ nhất, đậu hũ tử xuyên. Thứ hai, miếng xào cua. Bạn chọn món nào? Cho em chọn miếng xào cua đi. Rồi, xin mời bạn nhận miếng xào cua. Và đương nhiên, đậu hũ tử xuyên. Mời bạn Huệ. Và bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng đến với phần tiếp theo. Đó chính là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ sẽ là phần 2 được mang tên chinh phục khẩu vị ngôi sao. Đặc biệt là phải chinh phục được khẩu vị của anh Lâm Vinh Hải. Nhưng mà không thể nào mà đơn giản nấu ăn một cách bình thường được. Đến với ngôi nhà đẹp như vậy là phải ăn một cách thử thách. Là khu vực của bạn Huệ, được gọi là bếp thượng. Còn khu vực bếp bên kia là sự lựa chọn bạn Kim Hoàng là bếp hạ. Tại sao là thượng là hạ? Dễ thôi, thượng là ở trên, là bạn phải đội một cái nón. Bên trong đây là rất nhiều loại đậu khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là vừa nấu ăn mà không được làm rơi đậu. Vậy mới ghê. Nếu như rơi toàn bộ số đậu này coi như mình bị sự thua cuộc. Không cần biết mình nấu ăn ngon hay không, nên hãy thật là cẩn thận nha. Còn bên cạnh đó, khu vực bàn Kim Hoàng là bếp hạ. Đây, một chiếc cà kheo di động rất dễ thương. Nhiệm vụ của bạn là đứng hai chân của mình lên hai cái lon này, sau đó là sử dụng cái sợi dây kéo căng ra để đi cà kheo. Nhưng mà không đơn giản nằm ở đó đâu Hoàng à. Không biết là duyên số làm sao mà em lựa chọn khu bếp bên đây. Em không thể nào lấy nước bình thường được. Mà đây, anh chuẩn bị sẵn sàng nước tinh khiết cho em luôn. Nó đang ở dạng đá, dạng rắn. Nên nhiệm vụ của em phải nấu làm sao phân chia thời lượng dành cho tất cả các món thật là khoa học và hợp lý. Bên cạnh đó, khu vực bếp bên đây cũng đâu có lợi thế lắm. Bạn chỉ được sử dụng kéo thôi. Không hề có một cây dao, cây nĩa nào ở đây hết trơn luôn em ơi. Ủa rồi anh ra đề ra anh thấy anh nát giống như là mẹ cám vậy trời. À, còn chỉ nữa. Đó, thí dụ như em muốn cắt trứng cút chẳng hạn, em cũng đâu có lấy gì xài dao đâu. Em lấy chỉ em cắt. Vậy mới khó. Ngoài ra thì ở trên một vài nguyên liệu của chúng ta thì sẽ có các cái thử thách. Khi nào mà các bạn muốn dùng những cái nguyên liệu có thử thách đó thì hãy gọi chị Cao Ngân. Chị Cao Ngân sẽ vượt qua những cái thử thách cam go để giúp mọi người lấy được các cái phần nguyên liệu của mình. Bây giờ mời hai bạn bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình. Chị Thu với chị Ngân ơi, em cần cua. Giờ phải vượt qua thử thách mới lấy được con cua chị. À rồi, em đọc giúp chị cái phần thử thách nha. Đưa tay vào trong chiếc hộp bí ẩn và đón xem 5 trong số những món trong đó là gì. Rồi giờ em chơi nha. Rồi. Ôi trời ơi, cái gì mà nó trơn dữ vậy? À, cái này là trái chanh nè. À, sai nha, bỏ trái chanh xuống em. Đây là gợi ý cho em nè, đây là những cái đồ chơi của mình mà mình chơi lúc nhỏ, nói là đồ chơi thôi. À, cái nồi. Đúng rồi, chính xác. Rồi, vậy biết rồi. Rồi, cái này cái rổ. Rồi. Đúng luôn. À, ngón thứ ba. Rồi, biết nè, cây lược. Rồi. Em phải nói xong em mới được kéo ra nha, không được chen gian nha. Cái này là cái ly. Rồi, chính xác, ly uống trà.
Một món nữa. Cái nãy đó em đoán gần đúng rồi đó. Tựa cái... À rồi, em biết rồi, có bốn cái chân các bạn. Đúng, chính xác. Chúc mừng em đã tìm được 5 món. Em đã được sử dụng cua của mình rồi, chúc mừng em. Dạ, cảm ơn chị Ngân nhiều. Cố lên. Đây rồi, hai thành phẩm của hai người đẹp. Một bên là của Huệ nè, một bên là của Hoàng nè. Món miếng xào cua này là em chơi nguyên một con cua luôn. Với tình cảm như thế nào em muốn dành cho anh Lâm Hải với món ăn này? Con cua nó bự bao nhiêu thì tình cảm hâm mộ của em dành cho anh Hải là nó to lớn như vậy đó. Hai món ăn rất là đẹp mắt. Phải nói là 10 điểm chất lượng cho về hình thức thôi. Nhưng mà về nội dung nè, chắc em nghĩ sẽ ăn miếng xào cua trước. Rồi xin mời bạn. Bạn hãy xếp rất là khéo, mình để cua vô đây. Đó. Đó, quan trọng bây giờ phần miếng nè, nó có vừa đủ mềm hay chưa? Thơm đó anh. Thơm. Có nấm mèo nè, cà rốt, tiêu bên trên nữa. Hợp lý không? Vị của nó rất là vừa. Vừa. Miếng thì mềm. Đó là tại sao lý do hồi nãy bạn không làm miếng quá chín. Miếng chưa mềm nha. Dạ được rồi, lấy cho. Tại vì hồi nãy bạn chỉ làm kiểu vừa đủ thôi. Vừa tới xào rồi. Tới là nó sẽ như vậy. Tới đó, bây giờ mình thử phần thịt cua nè. Trời ơi, nghe cái chẹp muốn nuốt miếng hả? Ừ, ngon quá anh ơi. Mày có lời khen như thế nào về món này? Nếu mà gọi là hoàn hảo 100% đi thì nó chưa đâu. Tại vì nó vẫn không có một cái gọi là rất là đặc trưng. Nhưng mà để mà vừa miệng vừa ăn và ai cũng có thể ăn được, đây là một cái món mà Hà sẽ lựa chọn. Vâng, cảm ơn bạn. Uống một miếng nước trước khi mình qua với cái món khá là rõ ràng này nha. Vâng, em cảm ơn. Cái chén ăn sau lao lực nó thế nào em? Nó ngon ạ. Ngon đúng không? Thưa quý vị, bây giờ Nicky đã run tay không cầm nữa cái chén và phải đặt cái chén xuống cái bàn để mà... Bây giờ em run hết cả tay rồi. Tại vì là được chương trình yêu thương này... Em có cần chị đút cho em ăn không? Chương trình này phục vụ tận răng nha. Em vẫn làm chủ được bản thân mình. Ngon. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi sẽ được tiếp tục phát sóng vào tuần sau lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.